Vấn đề ông trưởng đó thì rất là ông Thắng. Ông Thắng là một người rất là đặc biệt. Hôm đó tôi tổ chức, lần đầu tiên tổ chức làm lễ tưởng niệm cho chuẩn tướng Trần Văn Hai. Tại vì ông Hai là chỉ huy trưởng biệt động quân. Thì khi tôi mời 7 ông tướng, trong đó có ông Thắng. Ông Thắng này, ông Trinh này, ông Khang này, rồi ông hai ông tướng gì bên không quân này chết này, tất cả 7 ông. Tôi nói là ngày hôm nay chúng ta đã nói này, hôm đấy tôi không nhớ là 30 năm mấy gì ạ. Là 20 mấy năm không nhớ. Nhưng mà tôi nói, có nói này, chúng ta đã nói nhiều rồi mà chúng ta không có làm. Tôi xin phép bữa nay có tất cả 7 vị tướng lãnh cùng có mặt ở đây. Chúng tôi không mời vị nào để lên phát biểu hết. Không cho ông nào nói hết. Thì ông Đỗ Kế Giai là chỉ huy trưởng biệt động quân sau cùng. Ông nói với anh em biệt động quân này, xuất phế đằng Hùng xuống. Là lúc đó tôi là chủ tịch hội biệt động quân Nam Cali. Ông bảo là tại vì nó hỗn. Mà trong khi đó tôi nói thật, tôi đưa, tôi chở ông Giai, ông về, ông bên Dallas, ông về đây, tôi chở ông Giai đi hết chỗ này chỗ kia, mà ông bảo là tôi hỗn. Có ông biệt động quân nào thì chở ông Giai đi như vậy không? Và ông Giai đó là cái người đã đưa Đào Vũ Anh Hùng vào một cái lo sút kiện Đào Vũ Anh Hùng. Chỉ vì Đào Vũ Anh Hùng là cái người viết Vàng Rơi Không Tiếc, chửi cái đám Việt Tân. Đấy. Thì Đào Vũ Anh Hùng là một trung úy không quân, là em rể của tôi. Thì Đào Vũ Anh Hùng, em rể hụt chứ không phải em rể thiệt, tại vì nó lấy Chu Vị Thủy, tức là con của ông Chu Tử, đáng nhẽ là lấy em gái họ của tôi là cô Hoàng Thị Nga. Thì nhưng mà đó thì Đào Vũ Anh Hùng bị đưa ra tòa, nhóm Việt Tân nó giật dây, và ông Đỗ Kế Giai đã làm một cái lời khai, gọi là khai man á, và để cho ông Đào Vũ Anh Hùng bị thua. Đào Vũ Anh Hùng phải bán cái nhà ở Dallas và phải nghỉ việc, là bởi vì nếu mà đi làm bao nhiêu thì là nó lại tịch thu tiền, nó đưa cho bên không phải khai mạch đấy. Ông cái người mà thưa đó lúc đó đó là ông Dì Cương nhỉ, cũng khóa 13 trên Đà Lạt, cùng khóa với lại ông Đoàn Trọng Cảo đấy. Ông gì cũng có bị Đà Lạt. Nhưng mà sau 10 năm sau, Đào Vũ Anh Hùng lấy lại được, là đưa lại cái vụ án, mở lại cái vụ án. Và chính ông Giai cũng lại là cái người mà phản cung lại, tức là nói để cho ông Vũ, Đào Vũ Anh Hùng. Ông Giai nói rằng lúc đó tôi mới qua và tôi không biết những cái chuyện cộng đồng, và đã bị người ta hướng dẫn sai lạc. Và bây giờ thành ra nhưng mà bây giờ thì không, ông chỉ xác nhận là có hay không thôi đấy, chứ không phải ông khai, không có lời khai có hay không thì ông cứ bảo đấy. Đấy thì lúc đó đó ông Cương á đưa ông Giai lên ngồi trên xe Jeep duyệt binh ngày 19 tháng 6 ở bên Dallas. Okay. Thì đeo lon thiếu tướng thì Đào Vũ Anh Hùng nó phản đối. Nó bảo bây giờ không còn tướng lãnh, không còn gì hết. Các ông á là các ông mà mang đeo lon tướng mà ông ở tù cộng sản mười mấy năm á thì không nên đeo. Nói theo kiểu bác Cường là ông đã mất cơ hội để tuấn tiết thì đừng có đeo. Thế là rồi cái thế rồi đó, cuộc ông phải đeo. Ông đeo gì? Ông đeo Alpha. Tại vì ông á là người võ bị Đà Lạt. Võ bị Đà Lạt thì đeo Alpha đúng, chứ còn cái nhà coi như bây giờ. Thế nhưng mà bây giờ ông Giai ông chết rồi thì không muốn nói nữa. Nhưng mà đại khái đấy, trong cái buổi lễ đó, tôi nói rằng tôi muốn mời ông Thắng được tuyên bố. Nhưng tôi có nói riêng thôi chứ không nói tất cả 7 ông. Ông Thắng bảo, Hùng à, tôi không có thể nói được. Mình nói cái gì? Mình đã chạy qua bên này rồi là mình không có quyền nói cái gì hết. Và ông Thắng là người duy nhất không viết hồi ký, không viết hồi ký và không kể chuyện gì hết, và không bao giờ ông phát biểu trong bất cứ một cái buổi nào. Chỉ có một cái buổi mà nói, cái hôm đó là ở đây này, cái chỗ là Tâm Beauty đó, thì anh em tổ chức đó, hôm đó có ông Trần Văn Nhật nữa. Ông Trần Văn Nhật lúc đó còn sống,
thì người ta muốn ông Thắng phát biểu để cho ông Nhật không được phát biểu. Tại vì ông Thắng phát biểu rồi đó là không ông nào nói được hết. Thì ông Lê Nguyên Khang á, thì nói rằng á, ông để cho Trung tướng Thắng nói đi, tôi không nói. Ông Thắng nói rồi thì ông Nhật không được nói, mà ông chỉ nói rất là ngắn gọn, ông chỉ chúc mừng anh em là kia thế thôi. Đó. Thì đó là những cái mà rất là trong sạch của ông tướng Thắng. Nhân tiện đây á, chúng tôi lại nhắc lại cái tại sao ông Trường đứng hàng thứ tư. Tôi chỉ kể một câu chuyện. Bố tôi lúc đó là phụ tá phòng tổng quản trị của quân đoàn 1. Trên bố tôi là ông Tôn Thất Yến. Trong một cái chuyến bay từ quân đoàn 1 đi ra ngoài Quảng Trị, tức là bờ sông Bến Hải, ông tỉnh trưởng Quảng Trị, tôi không nhớ tên lúc đó, làm một bữa ăn. Tại vì ra này, có là dân biểu này, là thượng nghị sĩ này, đủ hết, báo chí đầy hết. Thì ông của tôi là cái người mà đi theo ông trưởng là Đại úy Hà Sáu Hòa, đang ở đây, đang ở Irvine đây. Hà Sáu Hòa là cái người cõng ông tướng trưởng tại Đà Nẵng, ở cái bãi biển Thuận An, để đi ra cái tàu nhỏ đưa ra ngoài. Tại vì ông trưởng lúc đó là bị collapse, cái là bị nghĩa là mất tinh thần quá này. Ông là gọi là ông bị kiệt sức, suy nhược. Ông về Đà Nẵng á, thì Đại tá Khôi cũng chết rồi. Đại tá Khôi lúc đó là thị trưởng Đà Nẵng. Thì Đại tá Khôi đó đón ông trưởng đưa vào nằm bệnh. Nhưng mà Mỹ lấy ông trưởng đưa ra ngoài hàng không bảo hạm để đưa vào Sài Gòn luôn. Và ông trưởng vào trong cái là nằm luôn ở trong, nó không ra nữa. Thì ông trưởng đó, lúc mà đi ra thị sát là ấy, xong một cái ông cụ tôi mới kể chuyện lại. Vừa xong một cái thì ông ra xe jeep, ông bảo chạy đi về phía trường Phú Bài, ra bãi trực thăng để bay về phía trường Phú Bài. Ông mọi người bàng hoàng lên hỏi tại ông trung tá tỉnh trưởng Quảng Trị, thưa trung tướng, bữa cơm anh cứ mời tất cả các ông dân biểu, các ông này kia, tôi ăn rồi. Hà Sáu Hòa đưa ra một ổ bánh mì, làm sẵn một ổ bánh mì thịt, nghĩa là cắt làm đôi, hai thầy trò ngồi trên đó. Ông cụ tôi nói thì ông là phụ tá phòng tổng quản trị, ông phải ngồi trên máy bay trực thăng đó luôn. Ông bảo ông bị đói, còn hai ông thầy trò ăn nửa ổ bánh mì. Đó là những cái sạch của những ông tướng đó. Và rất tiếc mình chỉ có năm ông được mang danh. Ông Thanh thì bị thanh toán. Ông Thanh thì bắn bay, bị máy bay trực thăng đang đi thị sát thì bị bắn chết. Ok, thì bây giờ tự nhiên mình nói cái chuyện lịch sử Việt Nam Cộng Hòa này, có lẽ nó nhầm vào ngày tháng 3. Tôi tuần trước tôi nói đùa, ca sĩ Hương Lan, Thanh Lan ấy, đấy là được sinh nhật vào tháng 3. Chị về đây, Thanh Lan sinh năm Mậu Tý, sinh năm 1948. Thì Thanh Lan về đây tổ chức sinh nhật. Tôi bảo rằng á, cái này là Thanh Lan đang chửi cái cộng đồng này. Lý do, cái cộng đồng này nói rằng ngày 30 tháng 4, trong cái tháng 4 này, thứ nhất phải không du lịch Việt Nam, không gửi tiền Việt Nam, không nhậu nhẹt, không ăn uống. Thế nhưng mà các ông tổ chức 30 tháng 4 trong buổi tối là các ông về vẫn nhậu như thường. Nếu mà nói đi theo, nói cái phái mà gọi là phái Đại Thừa với Tiểu Thừa bên Phật giáo đó, thì Đại Thừa đó là sau 8 giờ tối có quyền, quý vị có quyền hết ăn chay, ăn mặn được rồi. Nhưng mà đó, tôi nói rằng cô Thanh Lan này, cô đang chửi. Tại vì đó, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào tháng 3 chứ không phải tháng 4. Tháng 3, ngày 29 tháng 3, thằng bạn tôi là Nguyễn Hữu Khánh Duy, nó là bác sĩ trung úy của Thủy Quân Lục Chiến. Ngày 29 tháng 3 nó đeo quân hàm thiếu tá bên tình báo A10, Bắc Phương chắc hiểu A10 rồi. A10, A22 đây kia chứ. Bắc Phương có lẽ dành. Nhưng mà nó A10, nó đứng ngay trên xe jeep vào tiếp quản thành phố Đà Nẵng. Và nó đã là, bây giờ nó đang làm giám đốc của trung tâm bài trừ ma túy thành phố Hồ Chí Minh ở Bình Phước. Mỗi một lần tôi về, bằng cách nào nó cũng mua vé máy bay
tôi phải vào thành phố Sài Gòn. Đấy. Vào thành phố Hồ Chí Minh thì gặp nó, bạn bè. Nó đang tính tổ chức một cái buổi đại hội Chu Văn An rất lớn. Nguyễn Nghĩa Khanh Duy, Nguyễn Phương Hùng và ông họa sĩ ớt, tức là ông đại tá Huỳnh Ba Thành, học cùng lớp với nhau Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Tôi vẫn nhớ Huỳnh Ba Thành. Nó bảo tôi về, mày về đi, tao sẽ cho phi xe jeep ra tận phi trường đón. Thì lúc đó tôi lại nghĩ một cái đầu óc nó nghĩ khác. Chắc nó đón mình vào trong nhà tù luôn. Vào tổng nha. Năm nào à, lâu nó cũng là năm đó, khoảng chừng năm 80 mấy rồi đó. Nhưng mà nó xuống dưới Long Khánh, nó nói với bà cụ tôi, Huỳnh Ba Thành. Giờ vợ con Huỳnh Ba Thành bây giờ đang ở Escondido này. Sau khi Huỳnh Ba Thành chết. Thì Huỳnh Ba Thành nó nói với mẹ, thằng Hùng nó bất hiếu, nó bỏ mẹ đi, thì bây giờ con nuôi mẹ. Tại sao Huỳnh Ba Thành gọi mẹ tôi là bà mẹ? Là lý do tại Huỳnh Ba Thành nó ở Non Nước, Đà Nẵng. Nó qua bên học Phan Chu Trinh thì nó phải ở bên Đà Nẵng. Huỳnh Ba Thành không có bố mẹ. Thì nó bố mẹ nó chết vì bom đạn. Huỳnh Ba Thành nó là Việt Nam Cộng Hòa nằm vùng, giống như là Phạm Xuân Ẩn, là giống như là cái tay ấy này, Huỳnh Văn Trọng này, mà không ai biết. Nguyễn Huy Khanh Duy A10 cũng không ai biết. Huỳnh Bá Thanh sau cách mạng trở thành một cái là trung tá, sau đó cuối cùng là đại tá. Nó nói với mẹ tôi lúc ở đi học Phan Chu Trinh á, buổi tối Huỳnh Bá Thanh ở nhà tôi ngủ ở trước cửa hiên nhà để hai cái chõng, tụi tôi học thì ngồi dưới cái đèn đường á. Nhà tôi số 90 đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng, gần chợ Cái Me đó, xế xế với lại nhà ông Út Mô Tô. Okay. Thì chúng tôi ngồi dưới cột điện học, học để học thi, học cái này kia, học bài. Rồi tối ngủ trên cái trống. Huỳnh Bá Thành là, tôi muốn kể đây á, là những cái sự nhân bản của một người cộng sản, một người công an cộng sản, đại tá Huỳnh Bá Thành. Xuống tận Long Khánh, mỗi một tháng gửi cho bà cụ tôi một tạ gạo. Và tôi chỉ rất tiếc rằng tôi không nghe lời Huỳnh Ba Thành. Thằng Trần Văn Quảng đây dưới San Diego này là thằng đầu tiên Phan Chu Trinh trong lớp tôi đi về Việt Nam. Và bây giờ nó làm đại gia bao nhiêu là đất đai ở Đà Nẵng. Lúc nó mua đất còn rẻ lắm. Đất rẻ như bèo á. Cách đây năm 1980, năm 90 hình như nó về năm 90. Nó về Việt Nam, Huỳnh Ba Thành. Quảng nó bảo tôi, mày về đi Hùng. Thằng Thành nó rất là tốt, nó đối xử với mẹ mày. Thằng em tôi có một cái sạp bán ở đường An Dương Vương, trong quận 5. Cái sạp bán sách, rồi bên cạnh là có một cái phòng vệ sinh công cộng. Tất cả những tiền đó là thu một nửa giao cho bên cái Ủy ban Nhân dân, còn một nửa nó được lấy. Nó bảo anh Thành, anh giúp cho em cái này. Mấy chục năm nay tụi em, hai vợ chồng, sống bằng cái sạp bán sách này. Tôi kể như vậy là tôi biết rằng là tôi, con người ta nó có cái số, mà lúc đó thì tôi không dám tin. Cho tới khi Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn bắn tiếng qua bên Tổng lãnh sự, thì lúc đó tôi mới trở về. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này, kể lại cái vấn đề ông trưởng ở chỗ là nói lên cái sự trong sạch của ông Tương Thanh và Tương trưởng. Họ không cần đọc diễn văn, họ không muốn đọc diễn văn, trong khi ở cái cộng đồng này đó, người ta dành nhau đọc diễn văn. Người ta ngồi mà lúc nào cái dưới cái ghế họ lúc nào nó cũng nóng hết. Nhất là ông mà ông bác sĩ Võ Đình Hữu cứ ngồi chồm lên, nhổm lên để trên cái MC nó nhìn mặt ông ấy để nó nhắc nhở rằng ông, để mời ông lên ông phát biểu. Khổ như vậy. À, bây giờ mình qua cái phần nào nhỉ? Có những cái thâm cung bí sử, bây giờ quý vị biết Nguyễn Phương Hùng là ai? Mỗi một ngày có thêm một cái tin nữa. Đấy, tôi, bạn tôi, bây giờ Nguyễn Khánh Duy bữa nó trách tôi, bữa nọ tôi không về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bảo là tiếc quá là tại vì vợ tao có những chương trình đi ở thành không vào được. Các bạn nào đi các cần chữa gọi là cai nghiện thì đi vào trong bây giờ thì nó về hưu rồi nhưng mà nó vẫn làm giám đốc. Không biết anh không biết
Vị Xuyên, cái club Vị Xuyên tuần vừa rồi có tâm ghé California, tôi missing gặp anh Tín ở club Vị Xuyên, những người mà vào cái club của biên giới mà chiến tranh ở biên giới ở Vị Xuyên. Tôi là đi lên tận Vị Xuyên mà. Tôi lên ở cả trên cái núi cái đồi gì Thanh Thủy à. Đấy, trên đó làm anh em làm một cái F-356 là một cái đền cho cái đền của cái sư đoàn 356. Vị Thủy. Thì cái mà tôi hôn đất Việt Nam đầu tiên á là nghĩa trang Vị Xuyên. Đúng. Tôi lên trên đó tôi hôn đất này. Cái hôn thứ nhì của tôi là ở trong Tân Trào. Mà anh thấy rằng tôi cái đây là cái hình cái cây đa Tân Trào của Bác Hồ. Vâng. Tôi nói chuyện bữa hôm nọ tôi đưa lên cái thì đã bị chính người trong nước, bà đó tên là Phùng Út Hà, bà gạch chéo cái cây đa Tân Trào này. Tôi thấy cái đó. Phủ nhận một cái sự công ơn của Bác Hồ cũng như là công ơn của những người Việt Minh đã chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại vì chính ở đây đó, cái lán là nừa này đó, Bác Hồ đã nói rồi, thời cơ đã đến, các chú phải tổ chức cuộc tổng khởi nghĩa dù tôi có bị mệnh hệ gì. Thế mà bây giờ đem gạch chéo cái cây đa Tân Trào. Họ muốn chửi Nguyễn Văn Hùng nhưng mà cái chửi của họ nó rất là ngu. Bây giờ mình qua cái phần gì nhỉ? Bây giờ mình nói chuyện Việt Nam hoài ra, nói chuyện cộng đồng. Cộng đồng á, ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với ông Tô Văn Lai. Lúc mà gọi ông Tô Văn Lai thì ông Tô Văn Lai cho biết tôi đang ở bác sĩ tim. Thì tôi nghe câu mà tôi đang ở bác sĩ tim, tức là những cái tuần tự nó sẽ diễn biến cho một cái phiên tòa sắp sửa tới. Ông bị đau tim rồi. Cộng đồng biểu tình làm ông đau tim, mà khi nào mà tòa xử là tôi xin bồi thường thiệt hại. Ông luật sư sao? Bà luật sư cho ông Tô Văn Lai không phải là luật sư Đoàn Văn Thinh hoặc là luật sư Trương Phú Hòa. Mặc dù đại luật sư Trương Phú Hòa là cố vấn luật pháp cho Trung tâm Thúy Nga từ xưa này. Và ông Tô Văn Lai dù ông có nói gì đi nữa đó thì ông cũng không bị. Là bởi vì cái Trung tâm Thúy Nga là của Tô Vị Thủy, là con của ông Tô Vị Thủy, là con của ông Tô Văn Lai. Thì hai vợ chồng nó làm cái đâu có phải. Và thứ hai là cái Việt Face cũng không phải là của Trung tâm Thúy Nga. Đó là cái group people. Việt Face nó là làm một cái nó gọi là corporation. Nhưng mà nó là một cái ở bên Việt Nam nó dùng cái chữ gì, nó gọi là doanh nghiệp liên doanh là cái chữ Việt Nam. Thì cái đó là một cái liên doanh. Thì bây giờ các bác hiểu gì nhé, tôi thì tôi biết rất nhiều. Chưa đây toàn bộ hồ sơ tôi đã lấy ở trong tòa án ra. Ai thư Việt phép. Và đây là toàn bộ diễn tiến của cái trên tòa cho biết. Đây là tới... Đây là cái cross complaint, tức là cái thư phản ngược lại của ông luật sư Nguyễn Quốc Lân để phản ngược lại cái lời thư của Vietfest. Thì bây giờ đó, chúng tôi không có làm quan tòa và chúng tôi cũng không kết án ai đúng ai sai. Nhưng mà muốn đưa cho tất cả quý vị cái diễn tiến nó như thế này. Đầu tiên á là ông Đoàn Trọng. Thì Đoàn Trọng, không biết là ông Đoàn Trọng mời hay là ông Digital hoặc là luật sư Lân tự ý lên trên đài. Nhưng mà luật sư Lân á, thì có cái chương trình thường xuyên mỗi tuần ở trên Little Sài Gòn TV. Thành có thể là ông luật sư Lân đòi hỏi để được lên. Thì nhờ cái đó đó thì cộng đồng mới bắt tay vào. Đấy. Cơ hội để được móc tiền. Tại Vietfest nó có tiền. Đấy. Thì hóa ra đó, lúc mà ông Lân với ông Digital lên nói thì không có nói là bị thưa.
cái ngày mà Việt Phết nó thưa ông Digitone đó, là ngày 20 tháng 4 năm 2017. Và trong này chúng tôi có cả cái văn thư của luật sư ở bên Việt Phết thông báo cho ông Digitone biết là ông đã bị Việt Phết nó sa thải. Tôi đã gọi điện thoại cho Digital và cô thư ký lấy tên nhưng mà không nhận lời phỏng vấn. Không nhận lời, đây là không trả lời cái thư. Và ngày hôm mấy ngày thì ông luật sư Thanh cũng như luật sư Trương Phú Hòa tôi cũng chưa liên lạc được. Nhưng mà tôi đã nói chuyện được với ông Tô Văn Lai. Tô Văn Lai ông nói rằng theo khuyến cáo của luật sư sau cái buổi mà Phú Bôn San TV phỏng vấn, ông sẽ yêu cầu Phú Bôn San TV cắt một số đoạn mà tôi đồng ý với ông là bởi vì những cái lời tuyên bố của ông ở trong đó hơi mạnh mẽ đối với cộng đồng. Nhưng mà cái đó là cái sự phản ứng rất bình thường của một người đang bị bực tức, bị áp lực nhiều quá. Áp lực đến nỗi ông phải đi bác sĩ, bác sĩ tim, Nguyễn Phúc Vĩ Nghiêm. Đấy. Thì cái chuyện đó thì giữa Phú Môn Ra TV với ông, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn trình bày ở một cái điểm. Ông Digital là những cái buổi nói chuyện của ông với luật sư Nguyễn Quốc Lân. Luật sư Nguyễn Quốc Lân là người ơn với gia đình chúng tôi và chúng tôi vẫn coi ông Nguyễn Quốc Lân là bạn. Mặc dù ông Nguyễn Quốc Lân đứng ở về thẳng về phía bên cộng đồng Tạ Đức Chí mẹ nhóm bên Việt Tân nhiều nhóm Trịnh Hội, tuy nhiên rằng á thì cái chuyện gì đó nói ra chuyện đấy thì cái trong cái chương trình nói chuyện á thì ông Digital ông nói ông bị oan, nhưng mà đó thì cái qua bên cái buổi nói chuyện của ông luật sư Đoàn Văn Thanh và Trương Phú Hòa qua cái cô Thanh Thảo ở Sài Gòn Time á, Sài Gòn TV. Sài Gòn TV từ xưa nay chưa bao giờ dính vào cộng đồng. Mà bây giờ Thanh Thảo đứng ra thì chúng ta biết nó có những cái chuyện gì rồi. Nhưng mà trước khi để mời các bạn, các bác góp ý đó, thì tôi chỉ đưa ra một cái điều như thế này. Cái vụ Việt Phây đó, lần đầu tiên trong cộng đồng, một cuộc biểu tình rất là ít người. Mặc dù ông Bùi Thế Phát, ông được đắc cử 18.000 lá phiếu, thì tôi không biết ông chỉ cần 1% của 18.000 lá phiếu đó ông được 180 người đó. Mà biểu tình không tới 100 người, mà trong số đó là lại chia ra là 4 phe đứng ở đồng trong đó, trong cuộc biểu tình. Một phe của Phan Kỳ Nhơn, một phe của phía bên cộng đồng của nhóm Ngô Kỳ, một phe của nhóm luật sư Dina Nguyễn. Thì tất cả trong đó không phải là chỉ là chống Việt phê, mà bây giờ nó vô hình chung. Đây là một cái cuộc chiến luật pháp giữa ông Digital và ông Việt phê. Thứ hai là Trần Nhật Phong đánh với Đoàn Trọng qua cái vụ Việt phê. Ký giả Trần Nhật Phong, ký giả Đoàn Trọng. Thứ ba là ông SBTN, luật sư Đỗ Phủ đang khích tướng để chống Việt phê. Thì chúng hiểu rồi, tại vì SBTN bây giờ đang không có phép cạnh tranh cái vấn đề kinh tế. Thì cho rằng Việt Phây mà nó đóng cửa thì là có thêm một số người nhảy qua SBTN. Nhưng mà tôi có thêm một cái này, anh nói hết rồi tôi nói. Vâng, luật sư Trương Phú Hòa và luật sư Đoàn Văn Trinh vô hình chung chẳng phải đại diện cho Việt Phây mà giờ lại trở thành một đối tượng với luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ngô Kỷ chống với ông Phát Bùi. Nhóm Phan Kỳ Nhơn chống với lại ông Phó Thị trưởng Thái Lê Diệp. Lý do tại vì ông Thái Lê Diệp là MC trong cái chương trình của Việt Phê với lại ca sĩ Anh Dũng. Và ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa chúng tôi coi đó thì thấy rằng ông Diệp Viên Trường vẫn coi thường nhóm Phan Kỳ Nhơn. Ê, các ông biểu tình cứ biểu tình đi. Còn việc tôi ngồi trên này tôi vẫn làm ngồi trên Việt Phê mà lại còn dạy dỗ cộng đồng nữa. Yêu cầu quý vị hãy dùng cái sự suy nghĩ của mình trước khi hành động. Nói rằng ông Thái Lê Diệp vừa là sứ ngôn viên mà vừa là cố vấn chính trị. Dạ vâng. Cho luật sư Dina Nguyễn
chống lại Bùi Pháp. Còn một cái nữa, ông Thái La Diệp còn là người của báo Người Việt nữa mà mấy ông này không biết. Thì bây giờ đó, thì đó là những cái mà chúng tôi phân tích nha. Okay. Đấy, bây giờ mà tôi nhìn cái khác, tôi thấy ở cộng đồng ở đây là thua cộng sản rồi. Từ vì Việt Phết bây giờ nó đã có những cái chương trình từ Việt Nam qua và đồng bào ở đây coi quá trời, họ có một số lượng độc giả rất là đông, chứng tỏ là đồng bào đã trở về với tổ quốc chứ không phải đi theo mấy anh chống đối ở đây. Mà thứ hai nữa là Việt Phết càng ngày càng đông khách, so tất cả các đài TV mà tôi coi á, Việt Phết có đông nhất và có nhiều chất lượng nhất. Những chương trình về Việt Nam từ Việt Nam đem qua là có số đông độc giả coi nhiều nhất. Nào là đi, chúng ta đi mang theo quê hương rồi gì đó. Tất cả những chương trình phim ảnh, chuyện, đóng kịch, phim đều được coi hàng đầu ở hải ngoại là do những phim nhạc của Việt Nam đem qua. Mà đồng bào đã coi những cái phim đó thì mấy cái ông ở Bô Sa này còn chống đối cái gì nữa. Nói những nẻo đường Việt Nam là gì đó. Ừ, thì cái gì anh nói đó, thì tôi đang nói về khía cạnh mà cái gọi là cái cuộc chiến đó, nó xảy ra nó như vậy. Còn cái chế độ anh đang nói về cái nội dung, cái đó là cái khác. Nếu anh nói như vậy thì tôi phải nói vậy. Đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Tại sao cộng đồng lại tin tờ báo Nhân Dân, lấy một cái bài báo Nhân Dân để làm cái đề tài và để đi tấn công Bắc Cường? Cái câu chuyện là đây là cái việc phải đến, nó đã đến. Và 40 năm mà bán hàng giả rồi, thì thằng này chỉ mặt thằng kia là hàng giả, còn ở trong nước là nó hàng thật. Thật thì ai cũng có biết. Cái câu chuyện là nó giản dị có thế thôi. Nó giản dị có thế thôi. Và tôi thích nhất cái câu mà anh Hùng tóm tắt là biểu tình ít người nhất và chia rẽ nhiều nhất. Có bốn nhóm biểu tình. Chia với 100 người chia thành 4 nhóm. Thành ra tôi mới thấy rằng thì là ông Phan Kỳ Nhơn mới về đó thì ông ấy nói là chúng ta sẽ tiếp tục biểu tình mãi cho đến chết. Có kéo là cho đến khi nào nó đưa phong bao chứ. Tức là ông muốn phong bì. Thành ra là tôi hèn chi sáng ngày đi ra ngoài bưu điện bôn ra cái bảo họ nói rằng tất cả phong bì đều bị tịch thu hết rồi. Tức là không cho tặng phong bì nữa. Đấy, nhưng mà anh Song Vọng nói tôi phân tích này rất đúng. Ông Tô Văn Lai đã nói rồi. Cái đài chúng tôi đó phát thanh đài truyền hình Vĩnh Long từ lâu rồi, tại sao không chúng mà bây giờ chống? Mười mấy năm nay rồi. Đấy, mấy năm rồi. Mà bây giờ là mình còn phải cảm ơn họ nữa. Nhờ họ mà làm phát sinh lại cái phong trào nhạc vàng Bolero. Mà nhạc vàng Bolero thì toàn là những cái nhạc con đường xưa em đi, người ta đã kéo dây chỉ, thế là em hết đi. Chiều mưa biên giới cái lại gì hết. Đấy, toàn là những nhạc vàng không? Đấy, bây giờ Quang Lập hát toàn là nhạc vàng không? Nhờ cái Bolero. Thì tại sao mình phải cảm ơn cái đài Vĩnh Long chứ? Đấy. Mà nói những cái ông ca sĩ, những cái nhạc sĩ mà đặt những cái bài Bolero mà nổi tiếng đó, yeah. Bây giờ nhà cửa các ông đó bây giờ bên Việt Nam rất là khang trang, yeah. Có nêu hình như là ông Châu Kỳ với ông gì đó tôi không nhớ hết tên. Nhưng mà những chương trình của Việt Nam từ Việt Nam mà đem qua coi là toàn là những chất lượng không à, nó rất là hay, đồng bào rất là thích, yeah. Thì đó, thì bây giờ đây tôi nói, tôi bảo rằng á, tôi đồng ý với ông Tô Văn Lai cái điều đó, nhưng mà tại sao là các ông tự nhiên mười mấy năm nay không chống. Trong khi đó ông Tô Văn Lai trong cái buổi phỏng vấn với Phố Văn Ra TV, ông còn nói rằng các đài khác cũng chiếu. Mà không những họ, bây giờ họ còn chiếu cả cái tượng bán thân của Bác Hồ, rồi cả cái lá cờ Đảng Cộng sản, tức là lá cờ Bố Liềm và lá cờ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa. Họ chiếu công khai tất cả các đài chiếu mà không biểu tình, mà lại đi biểu tình Việt Phật. Và ông còn đây. Nếu mà không lấy những chương trình Việt Nam đưa qua đây chiếu thì chúng tôi ở đây chiếu cái gì? Có cái gì để chúng tôi chiếu? Thì ở đây rất là nghèo nàn. Và bây giờ lúc sáng ngày tôi đi bác sĩ
ghé qua đi vào văn phòng cũng mở, vẫn là Việt Tây. Thế bảo không sợ biểu tình à, bảo ông Phan Kỳ Nhơn á, bác cái biểu tình ở chỗ bác có kiếm được tiền, chứ còn ở chỗ này bác đâu có kiếm tiền chết đâu. Thì bây giờ đó, nhớ là cái chuyện ông Phan Kỳ Nhơn, ai là người dẹp cái cuộc biểu tình ở Việt Tây? Nguyễn Phương Hùng. Bây giờ nói chuyện á, Việt Khang được cái đồng hồ, cái chìa khóa, Nguyễn Phương Hùng cũng có chìa khóa vậy. Tôi được thành phố, luật sư Đi Năng Nguyễn xác nhận điều chuyện đó không? Tôi được thành phố Garden Grove. Người Việt Nam duy nhất được thành phố Garden Grove và thành phố Westminster. Honor citizen, tức là vinh danh là một. Tôi có cả, tôi có cái bằng đây đó. Lý do là tại vì tôi đưa ông Phan Kỳ Nhơn và nhóm Phan Kỳ Nhơn gỡ bí dùm cho ông biểu tình một năm trời ở Việt Quickly. Cái số người lúc đầu thì là mấy trăm người, xong nó co dần giống như cái tuổi của ông ấy. Xuống mấy chục người. Đấy. Xuống còn có 10 người. Tôi bảo bây giờ phải chấm dứt. Bây giờ chấm dứt còn cách nào? Bây giờ tự nhiên mình chấm dứt thì nó kỳ quá. Tôi bảo ok, để tôi đi gặp cảnh sát trưởng. Lúc đó là ông gì quên mất rồi, tự nhiên ông về hưu rồi. Không phải, ông cảnh sát trưởng đó. Cảnh sát trưởng của Garden Grove. Thì rồi tôi nói gặp ông thị trưởng. Thì ông thị trưởng bây giờ ông cũng về hưu rồi. Thì Broadwater. Thì tôi nói rằng bây giờ nhóm kiểu quý vị phải hợp tác để cho tôi chấm dứt cái cuộc biểu tình. Thì họ nói như thế nào. Xong rồi á, sau khi hai lần nói chuyện, mời ông Phan Kỳ Nhơn mà Thanh Hiền, Lê Quang Giật. Đây là một cái bộ sậu tàu biểu tình. Đi vào họp với cảnh sát và ký đồng ý chấm dứt biểu tình. Thành phố Garden Grove vinh danh Nguyễn Phương Hùng là Honor Citizen, là người đã có cái công là dẹp được cuộc biểu tình mà một năm trời thiệt hại biết bao nhiêu cho các business tiểu thương đó. Xung quanh đó. Chết. Đấy. Cái ông Wayne Mayer là chủ phố ở đó. Cảm ơn tôi. Mày muốn tao cho mày một cái văn phòng. Cái văn phòng Việt Weekly cũng vậy, không ông đâu lấy tiền đâu. Ông không lấy tiền. Tôi bảo không, tôi không cần văn phòng. Thế cái tôi làm việc ở cái chỗ này rất là tốt, có tới 8 cái video camera. Nhưng mà nói đùa trời vui, thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên Westminster cũng có vinh danh đấy. Cũng vinh danh này kia. Thì đó là cái chuyện của Việt Fresh. Thì cái còn những cái chi tiết nữa thì chúng tôi sẽ lần lượt trình bày. Thế nhưng mà nguyên nhân thì chúng tôi sẽ lần lượt trình bày. Thế nhưng mà nguyên nhân á, là Việt Face nó đuổi ông Digital. Ông Digital lên trên đài, ông nói rằng á, là họ qua mặt ông làm CEO này kia đó. Mà ông không biết, cái điều đó là không được. Đuổi thì đuổi. Đâu, cái đó là anh không được, đại vì anh làm CEO, chief CEO, tức là về finance, nhưng mà thật sự, chủ ông không phải là chief CEO. Cái đó là cái do ông tự xưng. Bây giờ chỉ cần ra tòa hỏi là ông có phải là giám đốc tài chính không? Ông trả lời rất một cái là ông chết ngay. Tại vì ông xưng đây mới là trên đài phát thanh thôi, trên đài truyền hình thôi. Còn thật sự ông không phải. Ông là cổ động viên. Đấy. Ông chỉ đóng tiền chung. Mà theo luật California, người cổ đông á, không có được quyền nằm trong hội đồng quản trị, không có được quyền thưa hội đồng quản trị theo luật California, trừ phi nào mà có những cái gọi là những bằng chứng rõ ràng là có một cái sự đó là tham nhũng hay cái gì. Tại vì theo luật đó, là anh là thành viên trong cái hội đồng quản trị, anh phải dàn xếp với hội đồng quản trị. Đằng này đó anh bị đuổi thế rồi anh mới đi thưa, cái đó là hoàn toàn là sai. Đấy. Chưa kể một cái chuyện nó đời tư luôn. Ông bị một nhân viên
MC ở trong Việt Fest thừa về tội harassment, sexual harassment. Và ông có một cái tình cảm của với một người nữ nhân viên khác. Thì cái đó là ông chết ngay lập tức. Không phải chết ở ngoài tòa mà ông có thể chết ngay trong gia đình ông. Bà vợ của ông rất là đẹp. Và bây giờ thì không biết cái chuyện gia đình ông sẽ ra như thế nào. Nhưng mà tôi có tới xin phỏng vấn, ông không cho. Đó là cái chuyện là đời tư của người ta. Nhưng mà ở đây nó xảy ra, nó tạo cho nhiều cái chuyện. Tự nhiên thì nó nổi lên, không chống Việt Phết nữa mà đây là mình chống mình. Kỳ này ông nạn nhân của cái Việt Phết này là ông Bùi Thế Phát chứ không phải là ông Việt Phết. Đã Ngô Kỳ đánh Bùi Thế Phát, Đi Na Nguyễn đánh Bùi Thế Phát và ông Bùi Thế Phát không có mặt trong cuộc biểu tình. 18.000 lá phiếu của ông đi đâu rồi, ông không đi, ông không ra. Và coi như kỳ này đó, nếu mà coi cái cuộc phỏng vấn của Phố Bonsa TV với ông Phạm Ngọc Khôi, Phạm Ngọc Khôi là một cái tay, cánh tay mặt của Phan Thị Nhơn. Tuần vừa rồi cộng đồng họp để lập cái ủy ban tổ chức bầu cử. Tại vì ông Bùi Thế Phát không tổ chức, tức là cái cộng đồng đương nhiệm phải tổ chức, thì ông Phan Thị Nhơn đứng ra kêu gọi. Nhưng mà Việt Phết thường thường đã được quần chúng ở đây họ ưa thích mà. Ở cái chuyện Việt Phết nó là chuyện khác. Bây giờ đang nói cái chuyện ông Bùi Thế Phát. Okay. Cái chuyện cái cộng đồng nó thích hay không thích nó không thành vấn đề. Nó không liên quan gì hết, nó không giải quyết được cái chuyện gì hết. Thì bây giờ đó là ông Phan Kỳ Nhơn ông tuyên bố rằng ông sẽ biểu tình cho tới nghĩa là khi nào mà bên Việt Phết chấm dứt. Thì cái bài học của Việt Weekly rồi, một năm trời ông làm gì được không? Mà Việt Weekly nó đâu mạnh bằng cái Việt Phết bây giờ. Nhưng mà đâu có là dân chúng, ông đâu có theo đâu. Không, cái chuyện vân dân chúng theo hay không theo là cái chuyện khác. Là bởi vì bây giờ đó, ông Phan Kỳ Nhơn làm từ xưa nay dân chúng có theo đâu. Sáng hôm nay ông Du Miên còn lên trên đài VNA TV xin bán một cái huy hiệu Việt Nam Cộng Hòa $10 để mà bỏ vào cái quỹ giữ cái đền Trần Hưng Đạo. Thì cái chuyện mà cộng đồng họ có đồng ý hay không đồng ý là cái chuyện khác. Ông vẫn làm như thường, ông làm từ xưa nay, cái việc là anh nói như vậy từ xưa nay cộng đồng đồng ý à? Không, chưa bao giờ, nó chỉ có một nhóm người thôi. Một nhóm người thì không thể nói là 94 triệu dân trong nước, hoặc là một nhóm người không thể nói là 4 triệu rưỡi dân ở hải ngoại. Không phải như vậy. Đấy, đó, ông Bùi Thế Phát không tổ chức, mà tại sao ông Phan Kỳ Nhơn đứng ra tổ chức? Vũ Hoàng Lân hỏi ông Phạm Ngọc Khôi là bây giờ theo ông là ai xứng đáng đứng ra tổ chức cuộc bầu cử? Phạm Ngọc Khôi nói liền, Phan Kỳ Nhơn. Mà ông Phan Kỳ Nhơn mà đứng ra đó thì coi như là Bùi Thế Phát xong. Tại đó, bây giờ ông Bùi Thế Phát thì có muốn ngồi lại cũng không ngồi được. Tại vì bây giờ đó là cái con bài Bùi Thế Phát xong rồi. Cái quả chanh mà Việt Tân nó bắt hết nước rồi thì bây giờ Bùi Thế Phát đi chỗ khác rồi. Hơn nữa là Phan Kỳ Nhơn đang được ông Bùi Thế Phát đưa lên làm chủ tịch của hội đồng thường vụ. Một cái hội đồng chưa bao giờ có trong cộng đồng Việt Nam hết, chỉ có trong cái thế giới cộng sản thôi. Hội đồng thường vụ tự nhiên lập ra mà trong cái nội quy của cộng đồng Việt Nam Nam Cali hoặc là của cộng đồng quốc gia không có cái tổ chức đó. Thì lý do là tại vì đưa ông lên đó là để cho ông không chống cái vụ mà Bùi Thế Phát đã bỏ phiếu chấp thuận cho Trung Quốc nó mua cái Trung Cộng nó mua cái đất ở bên Garden Grove. Tôi nhận được hiệp cái giấy mời nhưng qua rồi 18 tháng 3 vừa rồi. Mà Bùi Thế Phát cũng có dùng mà ăn tiệc ngồi chung với bộ trưởng. Không, cái vấn đề ăn tiệc đó thì nó chỉ là một cái cớ, không phải bộ trưởng nó mà ông đại sứ Phạm Quang Vinh. Ngày hôm đó ông Vinh có mời tôi, ông Vinh đòi tới đây, bác Phương nhớ rằng á, tôi đưa tên bác Phương để thay đại diện trong trường hợp mà ông Phạm Quang Vinh cần liên lạc với lại một số người như thế này. Đấy. Thì bác Phương không biết có liên lạc hay không, tại vì hôm đó là tháng 10 tôi đi về Việt Nam. Tôi nói là tôi không có mặt ở đây. Thì trong cái bữa tiệc đó,
cái sai lầm của ông Bùi Thế Phát. Ông Bùi Thế Phát ông chống nhé, không phải chống, nhưng mà đó ông bị Ngô Kỷ ghép vào cái tội ngồi ăn tiệc chung với cộng sản. Nhưng mà công tâm mà tôi nói đó, cái đĩa của ông Bùi Thế Phát không có một món ăn nào hết, cái ly của ông Bùi Thế Phát không có ly rượu, ly trống trơn. Ông Phan Kỳ Nhân bênh ông Bùi Thế Phát, lúc đầu thì chống, nhưng mà sau khi được cái chức vụ chủ tịch hội đồng thường vụ đó thì thích lắm, ra là bộ bênh Bùi Thế Phát. Thành ra đó Ngô Kỷ mới chửi Phan Kỳ Nhân là cái thằng phản bội. Đó là cái nguyên nhân, đó là cái lý do. Thì khi mà đó ông Phan Kỳ Nhân nói rằng đó là lệnh của ông Phan Kỳ Nhân cho ông này vào để mà gọi là làm ăn trang, thì như Ngô Kỷ nó bắt được cái lỗi ở đây. Tại sao đi vào trong đó thì không thắt cà vạt? Tại vì trước khi tới đó ở bên ngoài đó, ông Bùi Thế Phát đeo cái cà vạt cờ Việt Nam. Bộ trong đó rút ra. Thì ông Bùi Thế Phát ông mới trả lời rất là lọng cọc. Ông bảo rằng đi ngồi với cộng sản tôi không cần phải đeo cà vạt. Và tôi đã tháo cái cà vạt tôi để ở trong cái laptop trong xe của tôi. Và cái xe buýt nó đi về rồi, lúc sau khi nó thả chúng tôi xuống là nó đi về. Khi nào mà tới gọi tới thì họ tới đón. Thì Ngô Kỷ cho biết rằng á là cái xe buýt nó 5 giờ mới đi về, nó chờ mọi người về chứ xe buýt nào mà đi, mình đã mướn rồi thì họ phải chờ đó này. Và ông Bùi Thế Phát tại sao lại cái cà vạt tượng trưng cho Việt Nam Cộng Hòa lại phải tháo ra? Thì Ngô Kỷ mới cho rằng là Bùi Thế Phát là cộng sản. Nhưng chia thật sự cho Bùi Thế Phát chửi cộng sản dữ lắm, chống kinh khủng luôn. Thế nhưng mà nó lo những cái điều không phải là ông vào trong đó để ngồi chung. Và cái mặt ông rất là hầm hầm. Mặt ông hầm lắm. Ông nghiến răng mà ông nhìn ông... Và thưa quý khán giả, cái hình mà tôi... Đó là tôi đưa ra. Mặc dù tôi không có mặt ở Mỹ. Và đến đám Ngô Kỷ mới chụp cái tấm hình đó, mới quánh Bùi Thế Phát. Và tôi xin miễn nói tên người nào đưa cái hình. Bởi vì tôi phải trả tiền mà. Cũng như những video mà chúng tôi đưa lên, tôi phải trả tiền chứ. Ở bên cộng đồng này, quý vị có $50 thôi. Quý vị có cái video, $50 quý vị có cái tấm hình. Cũng như cái hình mà ông đại tá Nguyễn Xuân Vinh, tôi gọi là đại tá Đào Ngũ Nguyễn Xuân Vinh, bắt tay mấy lại nghị viên Madison Nguyễn ở trên San Jose. Tôi cũng có người mua, cũng người bán cho tôi. Giờ bác Cường nói là sao ông Nguyễn Văn Hùng biết nhiều chuyện. Nhiều chuyện là nguy hiểm lắm. Thì đó, cái câu đó nhiều chuyện nguy hiểm đó. Nhưng bây giờ với cái tuổi này thì mình sẵn sàng nguy hiểm, chấp nhận nguy hiểm để mình nói cái sự thật.